Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2010 đến nay, thông qua công tác tuyên truyền vận động, các địa phương trong tỉnh đã huy động được sức mạnh toàn dân, đóng góp tiền của công sức, tham gia xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 529 tỷ đồng. Nhân dân trong tỉnh cũng tham gia đóng góp gần 239.000 ngày công lao động, hiến trên 566.000 mét vuông đất, đầu tư xây dựng trên 1.500 km đường giao thông nông thôn, xây dựng cải tạo nâng cấp 235 km kênh mương nội đồng, xây dựng tu sửa 218 công trình thủy lợi, cầu cống, xây dựng và nâng cấp 209 hội trường, nhà văn hóa, lắp đặt hàng trăm km đường điện chiếu sáng và hàng trăm công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Thông qua chương trình cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã khơi dậy tinh thần tự giác trong nhân dân, huy động được nội lực trong cộng đồng để xây dựng nông thôn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.